Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Phải chăng hai tướng Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa chống Tổng Bí thư Tô Lâm? Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Mông Cổ, Ireland và Pháp, đồng thời tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Đây là cơ hội cuối cùng của ông Tô Lâm để thăm các nước khác với tư cách nguyên thủ quốc gia của Việt Nam. Vì sau chuyến công tác này, theo dự kiến, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới theo nghị quyết của Trung ương Đảng. Theo thông báo chính thức, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Dự kiến thời gian làm việc là 29 ngày, chia thành 2 đợt. Và đây là hình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo một số đánh giá, chuyến công du này của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh trong nội bộ đảng không yên tĩnh. Mới nhất, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được cho là đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất bình thường. Thậm chí, Hà Nội sẽ là mục tiêu, địa bàn tiến công xâm lược của kẻ thù. Đây là lý do ngày 29 tháng 9, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng, khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội trong 4 ngày. Sau khi kết thúc chuyến làm việc tại Mỹ và thăm chính thức Cuba, theo một số suy đoán, ông Tô Lâm đang tìm mọi cách để lật lại hồ sơ, xử lý một số tướng lĩnh cấp cao của quân đội thuộc dạng cứng đầu đang chống phá các nỗ lực cải cách của ông. Trong đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường và trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa có sự bất hòa với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và cả Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo giới thảo tin, khi Đại hội 13 sắp diễn ra, Đại tướng Lương Cường được cố Tổng Bí thư Trọng lựa chọn và cũng là người có triển vọng nhất để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu tướng Lương Cường lên Bộ trưởng, thì đương nhiên tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ ngồi thay ở ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Khi đó, hoạn lộ của tướng Nghĩa sẽ thênh thang, có thể vào được Bộ Chính trị và cũng có thể sẽ có quân hàm cấp đại tướng. Nhưng với sự ủng hộ của các tướng lĩnh khối tác chiến, tướng Phan Văn Giang đã giành được ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào giờ chót. Điều đó đã khiến hai tướng Cường và Nghĩa vỡ mộng. Và đây là hình Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Chưa hết, sự bành trướng quyền lực của phe công an đã áp đảo phe quân đội với số lượng ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ công an lên đến 6 người, trong khi số xuất thân từ quân đội chỉ là 3 ủy viên, bằng một nửa. Đó được cho là một trong những lý do khiến sau Đại hội 13, tướng Nghĩa được phân công giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo thông lệ, người ngồi ghế này sẽ đương nhiên là ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tướng Nghĩa vẫn là ủy viên Trung ương Đảng cho mãi đến Hội nghị Trung ương 9 mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Đây cũng được cho là lý do vì sao Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa luôn chống đối Tổng Bí thư Tô Lâm. Đáng chú ý, trong cuộc gặp với Tổng thống Biden, ngồi bên phải ông Tô Lâm là 4 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tân ủy viên Bộ Chính trị, lại chiếm vị trí được cho là giám sát ông Tô Lâm. Và đây là hình Đại tướng Lương Cường. Hôm đó, ông Nghĩa ngồi ở vị trí cao hơn Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội. Theo một số nhận định, đây là một biểu hiện rất bất thường, dấy lên nhiều nghi vấn về sự chống đối ra mặt của một số tướng lĩnh trong quân đội. Liệu điều đó có liên quan gì đến vụ Ban Tuyên giáo Trung ương ra lệnh xóa bỏ một đoạn phát biểu của ông Tô Lâm về những người bạn Mỹ hay không? Có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm sẽ thông qua Tổng cục Tình báo Quân đội, Tổng cục 2 để lật lại hồ sơ nhằm xử lý các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đang chống lại công cuộc cải cách của ông. Nhưng có lẽ, đối với hai tướng lĩnh đi lên từ công tác chính trị như Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa thì khó tìm được dấu vết nhúng chạm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phải chăng hai tướng Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa chống Tổng Bí thư Tô Lâm? Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thay Hùng Tuốt, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 không? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trở về nước tối ngày 28 tháng 9 sau khi kết thúc chuyến công du tại Hoa Kỳ và thăm Cuba. Ngay lập tức, sáng ngày 29 tháng 9, ông Tô Lâm trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và làm việc với Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo Tổng cục 2. Và đây là hình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Tổng cục 2. Theo một số nhận định, tuy Tổng Bí thư Tô Lâm là Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng vẫn chưa thực sự kiểm soát được quyền lãnh đạo toàn diện quân đội, bởi số đông các tướng lĩnh thuộc phe bảo thủ thân Trung Quốc đã và đang tìm cách cản đường ông. Với giới lãnh đạo cấp cao dân sự, ông Tô Lâm thừa khả năng bịt miệng họ bằng các hồ sơ dính chàm. Nhưng giới chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng lại là bất khả xâm phạm. Bởi quân đội có ưu thế đặc thù, họ có hệ thống tư pháp riêng, có cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Quân sự và Tòa án Quân sự. Nên ông Tô Lâm và Bộ Công an không có thẩm quyền điều tra và xử lý. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục 2 là thu thập hồ sơ tình báo về những bí mật động trời của giới lãnh đạo cấp cao, từ ủy viên Trung ương đến các ủy viên Bộ Chính trị, kể cả các tướng lĩnh cấp cao của quân đội. Vì vậy, một số suy đoán cho rằng Tổng cục 2 tình báo quân đội được chọn làm điểm đột phá của Tổng Bí thư Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm có thể nắm chắc được Tổng cục 2 thì ông sẽ hóa giải được bài toán về phe quân đội không mấy khó khăn. Đặc biệt chắc chắn hơn, nếu ông nắm được Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Phạm Ngọc Hùng tức Hùng Tút, người đã ngồi vị trí này hơn 10 năm. Tướng Hùng Tút từng là cấp phó của tướng Nguyễn Chí Vịnh, một đàn em của cựu Thủ tướng Bà Dũng. Trước đây, ông Vịnh đã nâng đỡ Phạm Ngọc Hùng lên nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 từ năm 2014 cho đến nay. Và đây là hình Đại tướng Lương Cường. Nếu ông Nguyễn Chí Vịnh trung thành tuyệt đối với ông Ba Dũng, thì ông Phạm Ngọc Hùng lại là người gió chiều nào xoay chiều đó. Sau đại hội 12, khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, thì Hùng Tút về dưới trướng ông Phúc. Sau đại hội 13, ông Phạm Minh Chính lên thủ tướng, ông Hùng lại trung thành với ông Chính. Đáng chú ý, tướng Phạm Ngọc Hùng trên cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục 2 được cho là đã giúp Thủ tướng Chính rất nhiều trong vụ án công ty cổ phần Tiến bộ AIC của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang bị nhà nước Việt Nam truy nã. Bà Nhàn AIC là một nữ doanh nhân có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, cũng như các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Trong đó, Thủ tướng Chính bị cáo buộc có mối quan hệ gắn bó trên mức tình cảm với bà Nhàn. Trước Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Tổng Bí thư Trọng và Bộ Công an đã lợi dụng vụ bà Nhàn AIC để tìm mọi cách loại bỏ ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng Chính phủ, nhưng bất thành. Một điều kỳ diệu là, cho đến nay, ông Chính là nhân vật duy nhất trong tứ trụ, từ đầu đại hội 13 không hề hấn gì. Công đầu phải kể tới là vai trò của tướng Phạm Ngọc Hùng. Trước khi ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư, nguồn tin nội bộ cho thoibao.de tiết lộ, ông Tô Lâm đã cho tay chân trong Bộ Công an tiến hành lùng sục để tìm cách bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ Đức đưa về Việt Nam, giống như vụ Trịnh Xuân Thanh trước đây, nhằm loại bỏ ông Phạm Minh Chính, nhưng cho tới nay vẫn bất thành. Và đây là hình Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 hiện nay, là một người không trung thành với bất kỳ ai, chỉ trung thành với chiếc ghế quyền lực này. Theo giới thạo tin, Hùng Tút sẵn sàng thay thầy đổi chủ với phương châm gió chiều nào theo chiều đó. Nếu không có gì thay đổi, thì cuối năm 2024, tướng Hùng sẽ phải nghỉ hưu. Do vậy, đây sẽ là cơ hội của Tổng Bí thư Tô Lâm bằng cách đưa người của mình lên nắm Tổng cục 2. Một khi qua Tổng cục 2 xử lý được các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đang nỗ lực chống phá mình, thì chắc chắn Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thu phục được phe quân đội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thay Hùng Tút, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 hay không. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.